Theo nghiên cứu của nhóm khoa học quốc tế World Weather Attribution, cơn bão Minton khiến ít nhất 16 người thiệt mạng ở Florida trong tuần này đã bị gia tăng đáng kể do biến đổi khí hậu do con người gây ra. Tốc độ gió của cơn bão tăng khoảng 10% và lượng mưa tăng từ 20 đến 30% do hiện tượng ấm lên toàn cầu. Minton đã nhanh chóng tăng cấp từ bão cấp 1 lên bão cấp 5 trong chưa đầy 24 giờ nhờ nước biển ấm kỷ lục ở vịnh Mexico và đổ bộ vào Florida với tư cách là một cơn bão cấp 3. Trung tâm bão quốc gia Mỹ cho biết Minton là cơn bão tăng cường nhanh thứ 3 trong lịch sử đại Tây Dương với sức gió đạt 180 dặm trên giờ, tương đương với 290 km/h. Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng các cơn bão như Minton đang trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu, với những trận mưa lớn như vậy hiện nay có khả năng xảy ra gấp đôi so với khi chưa có tác động của con người. Ian Duff, một nhà hoạt động của tổ chức Greenpeace, cho biết biến đổi khí hậu chủ yếu do việc đốt nhiên liệu hóa thạch đang khiến các cơn bão ngày càng nguy hiểm hơn. Người dân Florida, nhiều người không có bảo hiểm, giờ đây phải đối mặt với chi phí khổng lồ để tái thiết nhà cửa và cộng đồng. Các nhà khoa học khí hậu đã quan sát thấy xu hướng gia tăng nhanh chóng của các cơn bão trong khu vực Đại Tây Dương suốt 50 năm qua và có thể có liên quan đến nhiệt độ tăng lên. Với nước biển ấm bao quanh Florida và vùng Caribe, các nhà dự báo đã dự đoán một mùa bão mạnh hơn và Minton trở thành cơn bão cấp 5 thứ hai trong năm nay. Trong khi hàng triệu người ở Florida phải sơ tán khỏi bão Minton, Miles Small lại mạo hiểm đi vào giữa rồng gió dữ dội ở Tampa, cầm theo một tấm nệm hơi, một chiếc ô và một gói mì ăn liền. Anh ra khỏi nhà vào tối ngày 10 tháng 10, đúng thời điểm Min đổ bộ vào Florida và phát trực tiếp trên nền tăng kích. Mai nói với khán giả nếu đạt được 10.000 lượt xem, anh sẽ lao mình và tấm nệm xuống dòng nước. Và anh ta đã làm thật. Gió bắt đầu nổi mạnh hơn và tôi không biết bơi, tôi bám vào cây vậy. Mai nói, Khu vực này đang trong lệnh sơ tán, đồng nghĩa giới chức đã khuyến cáo người dân cần rời đi vì chính sự an toàn của họ. Video được phát trực tiếp dài hơn 1 giờ của Mai từ ba Bay có hơn 60.000 lượt xem trên nền tảng kích. Những đoạn cắt nhỏ được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội khác thu hút thêm hàng triệu lượt xem. Theo BBC, việc phát trực tiếp trên mạng xã hội ngày càng trở nên hấp dẫn với những người sáng tạo nội dung muốn kiếm tiền nhanh chóng. Họ sẵn sàng làm những hành động nguy hiểm để nổi bật giữa đám đông trong bối cảnh môi trường cạnh tranh càng khốc liệt. Nhiều người chỉ trích hành động của Mai trên mạng xã hội cho rằng anh ta liều mạng vì view. Mai đã an toàn sau cơn bão và nói sẽ thực hiện lại hành động nguy hiểm này một lần nữa nếu giá cả hợp lý. Khi được hỏi về phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, anh thừa nhận những gì mình làm gây tranh cãi và một số người có thể nghĩ anh đang mạo hiểm mạng sống của bản thân lẫn của nhân viên cứu hộ nếu có điều gì không may xảy ra. Tuy nhiên, theo quan điểm của người sáng tạo nội dung, mọi người thích xem những thứ hơi nhạy cảm. Mai giải thích, trong một tuyên bố, Sở Cảnh sát Tampa khẳng định, khi phất lờ lệnh sơ tán bắt buộc, người dân không chỉ đang đe dọa sự an toàn của chính bản thân mà còn tạo thêm gánh nặng cho đội cứu hộ, vốn đang làm việc không biết mệt mỏi. Cố tình đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm, làm phân tán các nguồn lực quan trọng và trì hoãn hoạt động cứu hộ những người khác. Mai là một trong số nhiều người sáng tạo nội dung phát trực tiếp trên mạng xã hội và kiếm tiền từ việc thực hiện các pha liều lĩnh trong bão. Mai cho biết đã phát trực tiếp là công việc toàn thời gian của mình trong những lần trước đó anh từng đốt pháo hoa trong phòng ngủ và trêu chọc nhân viên trong các cửa hàng thức ăn nhanh khi bão Minh tình đổ bộ Mai có kế hoạch phát trực tiếp một số đoạn hay nếu mọi thứ quá rủi ro tôi có thể chỉ cần quay quãng đường đi bộ 5 đến mười phút về tới nhà đây không phải là lần đầu tiên mai tự đặt mình vào nguy hiểm Vài tuần trước, anh cũng ra ngoài khi bão Helen tấn công Florida, mang theo lều và phát trực tiếp suốt 5 tiếng. Mai nói mình sẽ sống sót sau cơn bão để giải trí cho mọi người. Cách đó vài mét, nước biển dâng cao và đập vào các rào chắn. Tôi làm công việc giải trí và sáng tạo ra các hành động cho video của mình. Nếu họ được truyền cảm hứng bởi những gì tôi làm, tôi tôn trọng điều đó. Anh nói, khẳng định người xem phải đánh giá và tự chịu rủi ro. Trên kích, người phát trực tiếp sẽ được nhận tiền từ lượt xem và tiền khán giả ủng hộ. Mai không chia sẻ cụ thể kiếm được bao nhiêu tiền từ buổi phát trực tiếp hôm ngày 10 tháng 10, nhưng đủ để anh chi trả một số hóa đơn. Có thông tin cho biết, một số người kiếm được 300-400 đến 400 USD một giờ. Mai nói mặc dù trong anh đang bất chấp mọi thứ để thu hút khán giả, bản thân đã tự mình đánh giá các rủi ro. Tôi vẫn ở đây sống sót, anh nói một cách tự tin khi được hỏi về nội dung của mai và trách nhiệm của nền tảng kích trả lời họ ưu tiên người sáng tạo và chúng tôi không ảnh hưởng đến nội dung họ chọn phát trực tuyến tuy nhiên nếu nội dung đó vi phạm điều khoản dịch vụ hoặc bất hợp pháp chúng tôi sẽ áp dụng lệnh cấm hoặc đình chỉ kênh kích không có bình luận liệu hành động của mai có vi phạm các nguyên tắc cộng đồng cụ thể hay không nguyên tắc của kích có dòng nêu an toàn là trên hết ưu tiên an toàn cho bản thân khán giả công chúng và những người có liên quan nhắc tới việc những gì mai làm gây rủi ro cho nhóm công tác cứu hộ anh khẳng định tôi biết mình đang làm gì đừng cứu tôi nếu tôi làm vậy cho một cơn bão khác ồn thôi bạn không cần nói gì cả tôi không muốn đặt tính mạng của ai vào vòng nguy hiểm anh nói Florida tránh được kịch bản tồi tệ nhất khi bão Milton đổ bộ vào đêm ngày 9 tháng 10, nhưng sức gió khủng khiếp cùng hàng chục trận lốc xoáy đã tàn phá khắp tiểu bang này. Đường phố ngập lụt, cây cối bị quật ngã, nhà cửa và nhiều công trình xây dựng bị hư hại nghiêm trọng. Tính đến ngày 12 tháng 10, hơn 2,1 triệu người Florida vẫn chưa có điện, theo PowerOS.us. Khi cơn bão đi qua, những cư dân trở về dọn dẹp lại đống đổ nát, nhiều người chỉ biết bật khóc khi chứng kiến căn nhà và mọi đồ đạc giá trị đã bị biến thành phế liệu. Trong lúc hàng nghìn người dân đang cố gắng vực dậy, sửa chữa tài sản của mình, một số người quyết định sẽ rời Florida mãi mãi vì không thể chống chọi thêm những mùa mưa bão khắc nghiệt. Sự tàn phá nghiêm trọng của Minton cũng đang đặt gánh nặng lớn lên những công ty bảo hiểm khi đối diện số tiền phải bồi thường lên tới hàng chục tỷ USD. Milton đổ bộ chỉ 13 ba ngày sau khi Helen tàn phá vùng đông nam nước Mỹ, phá vỡ kỷ lục về khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai cơn bão lớn ở Florida. Helen được cho là đã cướp đi ít nhất hai trăm bốn mươi ba sinh mạng, bao gồm hai mươi ca tử vong. Theo thống kê đến ngày 12 hai tháng 10, Minton đã khiến ít nhất 17 người tử vong. Cindy Phillips, bảy mươi tuổi, trở lại để xem xét tình hình căn nhà của mình ở Sarasota. Dù nó chỉ bị hư hại nhỏ, bà đã bật khóc khi nhìn thấy cảnh hoang tàn, đổ nát sau cơn bão. Bão Minton khiến Phillips căng thẳng tới mức bà tin rằng căn nhà của mình đã bị phá hủy trước khi về lại. Bà và chồng kinh hoàng khi đi qua những hàng cây đổ gục và chứng kiến cảnh nhà hàng xóm chỉ còn sót lại hàng rào sơn màu trắng. Một số mái nhà của hàng xóm xung quanh đã bị cơn bão xé toạc với lớp cách nhiệt màu hồng vương vãi khắp khu phố. Ngôi nhà của Philip chỉ bị hư hại nhẹ nếu không tính đến mái hiền đã bị cơn bão Helen đã xé toạc vào tháng trước. Nhưng sự tấn công liên tục từ Helen và Minton không chỉ tàn phá tài sản bên ngoài mà đã đánh thẳng vào tâm lý của người phụ nữ 75 tuổi. Philip và chồng quyết định rời khỏi Florida vĩnh viễn trước mùa bão tiếp theo. Tôi đã gọi cho môi giới bất động sản rồi, chúng tôi đã sợ bão. Liệu chúng tôi còn giữ được nhà sau cơn bão tiếp theo không? Và sẽ thế nào nếu không còn nhà nữa? Bà nói với USA Today, Chúng tôi đã quá già để sống ở Florida, quá nhiều cơn bão, tôi không thể chịu được nữa rồi, Philip bày tỏ. Bà Phillips không phải người duy nhất quyết định rời đi sau sự tàn phá dữ dội của nhiều cơn bão trong những năm gần đây. Theo New York Times, ngoài gánh nặng và đau khổ mà chủ nhà phải chịu đựng, việc đo lường mức độ thiệt hại tài sản mà Minton gây ra cũng rất quan trọng về mặt kinh tế và chính trị ở Florida các chuyên gia lo ngại rằng một cuộc khủng hoảng trong thị trường bảo hiểm của tiểu bang có thể gây ra hậu quả vượt ra ngoài florida nếu các công ty bảo hiểm không thể thanh toán các yêu cầu bồi thường bảo hiểm và chủ nhà vỡ nợ thế chấp quốc hội có thể phải đối mặt với áp lực cung cấp hỗ trợ và nếu các công ty bảo hiểm phải chịu tổn thất đủ lớn phí bảo hiểm cho chủ nhà ở các khu vực khác của đất nước có thể tăng lên để ứng phó khi ngành này cố gắng củng cố vị thế tài chính của mình theo các nhà phân tích từ face rating Cơn bão Minton đổ bộ vào bang Florida Mỹ vào hôm ngày 9 tháng 10, ước tính gây ra thiệt hại được bảo hiểm từ 30 đến 50 tỷ USD. Khi có nhiều cơn bão tấn công trong khoảng thời gian ngắn như Helene và Minton, nhu cầu về nhân công, vật liệu để sửa chữa và xây dựng lại tăng vọt. Điều này có thể làm tăng tổng thiệt hại được bảo hiểm ít nhất 20%. Moody's, công ty xếp hạng tín dụng, cho biết vào hôm 11 tháng 10 rằng sẽ mất nhiều tuần trước khi các công ty bảo hiểm có ước tính đáng tin cậy về thiệt hại do Milton, cơn bão thứ ba đổ bộ vào Florida trong năm nay gây ra. Theo Moody, cơn bão Debbie vào đầu tháng 8 đã gây ra thiệt hại ước tính 1,5 tỷ USD. Cơn bão Helen đổ bộ vào tây bắc Florida vào ngày 26 tháng 9 và gây ra sóng lớn dọc theo bờ biển phía tây của bán đảo, ước tính đã gây thiệt hại 6 đến 14 tỷ USD. Phần lớn công ty bảo hiểm có khả năng chi trả thiệt hại do một cơn bão thông thường gây ra. Song bất kỳ khoản chi trả nào vượt quá mức đó đều có thể nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn dự trữ của họ đặc biệt trong trường hợp có nhiều cơn bão tấn công vào mùa này trong quá khứ nhiều công ty bảo hiểm đã phá sản khi không thể trả khoản bồi thường khổng lồ sau bão cuộc khủng hoảng trên thị trường bảo hiểm và giá bảo hiểm nhà ở bảo hiểm lũ lụt tăng vọt sau đó khiến một số người dân trong khu vực gặp khó khăn trong việc giữ nhà cửa